thực hư việc hàng trăm cảnh sát xuất hiện tại khu du lịch Đại Nam. Mang súng và kiếm đi giải quyết mâu thuẫn, đánh trọng thương 4 người mới biết nhầm. Hàng loạt cây gỗ lớn trong rừng phòng hộ Thái Nguyên bị chặt hạ trái phép. Mưa lớn diện rộng sẽ còn kéo dài tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ. Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh youtube Báo Lao Động. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, vị CEO của khu du lịch Đại Nam Phương Hằng và những lùm xùm vẫn luôn là cái tên được báo chí săn đón mỗi khi có thêm những tình tiết mới. Vừa qua, mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh nhiều cảnh sát có mặt trong khu du lịch Đại Nam ở phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, thu hút nhiều sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Mới đây, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương đã có những thông tin chính thức liên quan đến vụ việc. Trả lời về sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát, Thượng tá Phạm Quang Trường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết, chiều 28 tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc phòng này phối hợp cùng Công an thành phố Thủ Dầu Một kiểm tra xe máy tại khu vực trường đua Đài Nam. Tại đây, lực lượng chức năng kiểm tra giấy đăng ký xe, bằng lái và kiểm tra ma túy theo chuyên đề. Thời điểm đó, công an phát hiện có nhiều chiếc xe độ, chủ phương tiện không cung cấp giấy phép lái xe. Một số phương tiện được công an đưa về trụ sở để xử lý, chủ yếu là xe của khán giả đến xem. Đại diện khu du lịch Đại Nam xác nhận có việc lực lượng chức năng đến kiểm tra vào ngày 28 tháng 5. Thời điểm kiểm tra, khu vực này đang tổ chức giải đua offline, tay ga HN Racing Shop lần 2 năm 2023. Việc công an đến khu vực trường đua để kiểm tra các phương tiện là hoạt động bình thường, được diễn ra theo thường lệ. Giải đua offline Taiga HN Racing Shop diễn ra trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 5 với 60 vận động viên tham gia. Giải đua đã được Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương cấp phép. Khu du lịch Đại Nam chỉ cho thuê địa điểm để tổ chức. Khu du lịch Đại Nam thuộc sở hữu của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Nguyễn Phương Hằng hiện đang bị tạm giữ để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Mới đây thông tin từ công an huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn cách đây không lâu. Được biết vụ hỗn chiến này xảy ra giữa hai nhóm đối tượng do mâu thuẫn giao thông. Cụ thể trước đó, Hoàng Quốc Minh 17 tuổi và Nguyễn Thành Long 20 tuổi cùng chú tại huyện Cẩm Thủy đang trên đường đi từ thị trấn Phong Sơn về nhà thì có xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên. Bực tức Minh và Long đã gọi thêm ba người khác mang theo hung khí gồm gậy, kiếm và súng côn đi tìm nhóm thanh niên trên để giải quyết. Tuy nhiên khi đến phố Đồng Trạ, thị trấn Phong Sơn, nhóm của Minh và Long nhìn thấy một nhóm thanh niên lạ mặt. Nghĩ rằng đây là nhóm đã mâu thuẫn với mình, cả năm người trong nhóm đã chặn đầu xe và hành hung khiến bốn người bị thương. Việc rượt đuổi hành hung đã gây náo loạn cả khu phố trong đêm khuya. Hiện vụ việc đang được công an huyện Cẩm Thủy tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, vừa qua tại khu vực cầu Lộc Hà Đông Anh, Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy lớn, xuất phát từ ngôi nhà kết hợp sửa chữa lốp xe ô tô, sau đó lan sang hai nhà bên cạnh, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ. Theo người dân chứng kiến, trước thời điểm xảy ra cháy, khu vực này bị mất điện. Khi có điện trở lại, họ nghe thấy tiếng nổ tại cột phát sóng trên nóc nhà ở, kết hợp cơ sở sửa chữa lốp ô tô trên. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, sau đó lan xuống tầng 1 của căn nhà, Phát hiện sự việc, chủ nhà và những người xung quanh sử dụng bình chữa cháy để dập lửa nhưng bất thành. Nhận được tin báo, công an huyện Đông Anh đã điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và xin chi viện từ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Sóc Sơn Gia Lâm đến hiện trường. Việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn do bên trong nhà chứa nhiều lốp ô tô, chất liệu dễ cháy. Đến khoảng 14 giờ, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khống chế, không cho ngọn lửa cháy lan, tiếp tục phun nước làm mát phòng trường hợp ngọn lửa bùng phát trở lại. Thông tin ban đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản chưa thống kê. Nguyên nhân của vụ cháy đang được xác minh làm rõ. Quý vị thân mến, hàng loạt cây gỗ lớn tại khu vực rừng phòng hộ thuộc xóm Khe Cạn, xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên đã bị chặt hạ trái phép được một thời gian nhưng chưa được xử lý. Trong khi đó, người dân cũng cho rằng số lượng gỗ thu giữ tập kết về Ủy ban Nhân dân xã chỉ là gỗ tạp thậm chí có nhiều cây đã chết khô trước đó một thời gian dài, ít hơn rất nhiều so với số cây đã bị chặt hạ. Theo phản ánh của người dân xóm Khe Cạn, thời gian gần đây, hàng loạt cây gỗ lớn tại khu vực rừng phòng hộ trên địa bàn đã bị một số đối tượng ngang nhiên mang máy móc và chặt phá trái phép. Một người dân tại xóm Khe Cạn cho biết, hoạt động chặt phá gỗ rừng trái phép nằm sâu trong rừng phòng hộ và đã diễn ra khoảng một tuần nay. Khu vực này chủ yếu là rừng và dân cư thưa thớt nên ít bị phát hiện. Một lãnh đạo ủy ban nhân dân xã cây thị thừa nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc nhiều cây gỗ trong rừng phòng hộ bị chặt hạ. Lực lượng chức năng đã tới hiện trường kiểm tra, lập biên bản sự việc. Vị lãnh đạo xã cây thị thông tin, bước đầu xác minh số gỗ tập kết ở ngoài bìa rừng đã được các đối tượng đưa về phía sau nhà một người dân địa phương. Người này không cung cấp được giấy tờ chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ trên. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, thu giữ số gỗ đưa về ủy ban nhân dân xã và báo cáo lên huyện để xử lý. Ngày 29 tháng 5, ông Vũ Văn Vinh, hạt kiểm lâm huyện Đồng Hỷ, phụ trách địa bàn xã Cây Thị thừa nhận, vụ chặt phá gỗ rừng phòng hộ trái phép tại thôn Khe Cạn diễn ra vào khoảng ngày 21-22 tháng 5 vừa qua. Ông Vinh cho hay, nói phá rừng thì hơi quá, dân họ chặt trộm thôi. Qua xác minh thì có 7 cây rẻ với khoảng 3,5 mét khối gỗ bị chặt cách xa nhau. Hiện tại đã thu số gỗ này về Ủy ban Nhân dân xã Cây Thị. Cũng theo ông Vinh, hiện chưa xác định được đối tượng chặt phá, nhiều khi nhìn thấy nhưng không bắt được. Vụ việc cũng không nằm trong khung hình sự nên chỉ có thể xử phạt hành chính. Chính quyền địa phương đã phát đi thông báo, tìm chủ sở hữu số gỗ. Thưa quý vị, sau so phản ánh của báo lao động tại km 209 500, cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, qua huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, đường gom dân sinh chưa hoàn tất và nước ngập hầm chui khiến người dân hai bên cao tốc phải lội nước ngập qua hầm chui để vào dãy gây bức xúc. Hiện đơn vị thi công đang khắc phục tại vị trí này. Chiều ngày 29 tháng 5, ghi nhận tại km 209-500, cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, đoạn qua thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, nơi hầm chui qua cao tốc bị ngập khiến người dân đi lại khó khăn. Phía đơn vị thi công đang dùng xe lưu để lưu đè đường gom dân sinh, xe múc đào lớp bùn đất ở cửa hầm chui để khắc phục tình trạng ngập nước. Ông Phạm Quốc Huy, giám đốc dự án cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, chúng tôi lập tức cho các đơn vị triển khai thi công tiêu thoát nước ở vị trí này để khắc phục nhưng mấy ngày nay mưa liên tục. Hiện đang đào xong, cho thoát nước và triển khai xử lý triệt để. Giải thích về việc ngập nước hầm chui này, ông Huy cũng cho biết địa hình hai bên cao hơn so với cao độ hầm chui. Cũng tại vị trí hầm chui bị ngập, chiều 29 tháng 5, có một số người dân đứng xem và chờ đợi hầm được nạo phép sạch bùn đất để dễ dàng lưu thông qua lại thăm ruộng. Quý vị thân mến, mặc dù đã có chợ mới khang trang, nhưng tiểu thương vẫn buôn bán ở chợ cũ. Đây là thực trạng đang diễn ra tại chợ Bà Đầm, ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Nằm cạnh kênh Ô Môn, chợ Bà Đầm thuộc ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, được hình thành từ hàng chục năm nay. Đây là chợ truyền thống của địa phương, nhưng đến nay đã xuống cấp. Thời gian mua bán cao điểm, chợ Bà Đầm có khoảng 100 tiểu thương, có 64 tiểu thương đã đăng ký thuê kiosk, ký Năm 2008, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng khu thương mại Trường Xuân rộng 4,5 ha, cách chợ Bà Đầm vài trăm mét. Khi chợ mới hoàn thành, tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân được giao tổ chức di rời chợ Bà Đầm sang khu thương mại Trường Xuân, nhưng vẫn còn vướng mắc của các tiểu thương. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ cho biết, đa số các hộ tiểu thương mua bán tại chợ Bà Đầm có nhà ở phía lộ, lộ giữa chợ và phía dưới lộ cặp sông Ô Môn, nên các hộ tiểu thương này không muốn qua chỗ mới mua bán vì vị trí mua bán cũ thuận tiện hơn, từ đó không đồng thuận việc di rời chợ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân cho rằng, lúc mới phát động di rời, cũng có một số tiểu thương đăng ký ký ốt mua bán ở khu chợ mới, nhưng được một thời gian việc mua bán ế ẩm nên họ trả ký ốt. Và đến thời điểm hiện tại, gần như không còn tiểu thương nào mua bán ở khu chợ mới. Ông Bình thông tin thêm, tiểu thương khi di rời chợ sẽ vẫn đảm bảo nhiều quyền lợi. Trong đó, phần lô sạp ở chợ cũ rộng bao nhiêu thì khi qua chợ mới cũng sẽ được giao cho phần diện tích tương đương. Kết thúc bản tin là những tin tức về tình hình thời tiết. Thông tin từ đài dự báo khí tượng thủy văn trong những ngày tới, mưa rông sẽ tiếp tục diễn ra tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ, có nơi mưa vừa, mưa to. Thông tin từ Đài Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và định vị xét cho thấy, mây rông đang phát triển trên khu vực huyện Bình Chánh, các quận trung tâm, huyện Củ Chi, thành phố Thủ Đức, quận Tân Bình, quận Gò Vấp. Trong 24 giờ tới, giải hội tụ nhiệt đới qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ nối với siêu bão Mawa có xu hướng nâng trục lên phía Bắc. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. 48 giờ đến 10 ngày tới, giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ rồi Bắc Bộ rồi suy yếu. Khoảng ngày mùng 6 đến mùng 7 tháng 6, khả năng thiết lập rãnh áp thấp khác có trục qua Trung Bộ. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng. Từ ngày 31 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6, thời tiết có mưa rào và rông vài nơi. Từ ngày mùng 4 tháng 6, mưa rông có khả năng gia tăng trở lại trên khu vực. Những ngày còn lại, trời có nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rông dài rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. trong mưa rông đề phòng gió giật mạnh, lốc xét, mưa đá. mưa rông kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, mưa đá, gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông hay làm việc ngoài trời. ngoài ra đề phòng nguy cơ mưa lớn gây ngập cho một số tuyến đường về thời điểm chiều tối thưa quý vị và các bạn những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn để cập nhật tin tức an ninh trật tự nóng nhất quý vị và các bạn hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của kênh youtube báo lao động kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại